nhà em không còn bột nào thì làm sao chị? Câu trả lời của chị là nhanh trí chạy qua nhà hàng xóm hỏi coi có không, mượn xin nghe không. Đùa thôi, không có bột thì mình làm món khác. Let's go. Cái món này là không thể thiếu đậu phộng nha cả nhà, nó là linh hồn của món ăn. Đây, đậu phộng chúng ta sẽ rang, và lúc rang thì rang lửa vừa nè, bỏ muối vào và chúng ta phải lắc liên tục, chứ không đậu phộng chúng ta sẽ bị khét. Mình rất là thích cái đoạn này tại vì ăn dụng được đó, ăn dụng được đó. Ở đây mình dùng một chén đường, nửa chén nước và một lát chanh như thế này, rồi mình ngựa ngựa mọi người, mình không có màu mè gì hết. Mình nghĩ khoai lang tím thì mình lấy cái nước á mình sẽ ra cái màu tím, nhưng mà không mọi người ơi, không có màu. Các bạn dùng cái lửa mà không to quá cũng không nhỏ quá nha, lửa vừa. Và chúng ta sẽ bắt trên bếp đến khi nào cơm hộp của bạc á nó nổi bọt, mà nó nổi bọt sệt như thế này nè, khoảng từ 14 đến 15 phút mình án chừng thôi. Các bạn sẽ đưa cái đường của mình vào trong cái chén nước các bạn thử. Nếu mà các bạn lấy tay của các bạn kéo cái miếng đường này lên mà nó kéo thành cái sợi chỉ được á, thì là cái hỗn hợp đường của chúng ta đã thành công rồi đó mọi người. Đó, chúng ta đã thành công. Mình là mình hơi sớm một chút xíu, mình phải để thêm 30 giây nữa thì ok hơn. Nhưng mà như thế này thì nó cũng ra được sợi chỉ rồi mọi người. Rồi sau khi được cái này thì mình sẽ đổ cái hỗn hợp đường của mình ra ngoài một cái chén, một cái dĩa gì đó cho nó nguội lại. Chứ cái đoạn này mà bà, ông bà mà đưa tay vô là què giò què tay, tôi nói chơi nha. Nhưng mà thiệt đó. Rồi ở đây chúng ta dùng bột nếp hoặc là bột bắp chúng ta rang nha, rang khoảng 7-8 phút là được. Rồi cái này của mình không có màng bọc thực phẩm. Nếu mà có màng bọc thực phẩm thì ok hơn, còn không có thì mình đổ ra cái dĩa như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái cục đường nhỏ mình làm cho các bạn nha. Đó, các bạn cứ nhúng miếng bột đó, rồi các bạn lại kéo nó ra, rồi quấn nó lại, nhúng miếng bột. Đó, tôi không có biết giải thích cái khúc này như thế nào hết. Ông bà cứ coi theo cái tay của tôi mà làm đi ha. Các bạn cứ làm như thế cho đến khi nào các bạn có được cái sợi chỉ nhỏ mà các bạn mong muốn nha. Lưu ý là đừng có làm nó đứt ha. Tôi cũng không khéo lắm đâu mọi người ơi. Chủ yếu là nó ra được sợi chỉ chúng ta ăn được thôi. Trời ơi, chúng ta cái đích cuối cùng là ăn được thôi. Đó, 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 đó. Đến cái đích cuối cùng rồi đó nha mọi người. Rồi cái màu không có được đẹp thôi, thông cảm ha. Như thế này là được rồi. Bây giờ các bạn có bánh tráng á, thì bỏ ra bánh tráng, rồi rắc đậu phộng, rồi thêm dừa vô ăn. Tôi không có bánh tráng nên tôi chỉ ăn đơn giản như thế này thôi. Trời ơi, ký ức tuổi thơ nó ùa về quý vị ơi, quý vị ơi. Mà rất ngon nha. Cái này mà các bạn bỏ vô tủ lạnh á, rồi các bạn ăn á, bỏ tủ đá nha, thì nó cứng á, nó sẽ giòn giòn béo béo còn ngon nữa. Còn không các ăn ăn mềm, cái đường nó tan ở trong miệng luôn, rất là tuyệt vời đó. Rồi tôi ăn cái con cháu tụi nó minh họa thế mệt không. Hãy đăng ký follow để ủng hộ tinh thần mình với nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.